Rồi, hello Vương Moto, xin chào tất cả mấy anh em nha. Bữa nay tiếp tục bên mình chương trình xe đẹp sẽ giới thiệu cho anh em chiếc xe Virago 125 máy V nha. Xe này của một anh đồng hương của mình để dọn tâm huyết nha anh em. Bởi vì dịch quá nên ảnh hơi kẹt nên ảnh nhượng lại cái xe này cho mình, chứ xe này là ảnh dọn tâm huyết đó nha. Xe này tâm huyết của ảnh nha, xe ảnh dọn rất là đẹp luôn, dọn tâm huyết rất là nhiều tiền nha anh em. Anh em nhìn cái xe anh dọn rất là mê luôn, đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Xe này là Virago 125 của nhà Yamaha nha. Rồi cũng như Vương thường giới thiệu là bên Vương là kênh YouTube bán xe mô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Đó, cửa hàng mình bán những xe hải quan hết nha, xe sang tên được hết nha, hồ sơ gốc ok hết. Xe chính chủ hải quan bên mình sẽ nhập vào và phải phân phối ra cho anh em nha. Anh em lựa chọn mua xe bên mình là ok luôn, giấy tờ khỏi phải lo ha, anh mình rút ok cho anh em sang tên đầy đủ hết. Xe này biển số đẹp nữa nha anh em, để lát mình tới mình quay cái biển số cho anh em, cũng xe biển số đẹp lắm. Xe này anh chọn biển số đẹp nên anh dọn tâm huyết, nhưng cái xe nhìn rất là ok luôn. Anh em nào mua ở xa thì có thể mình sẽ chuyển xe đến tận nhà cho anh em nha. Khu vực miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ nha. Còn khu vực xa xa xíu nữa thì anh em phụ tiền ship cho mình thì mình sẽ ship xe đến nhà cho anh em nha. Rồi, anh em nào xem kênh nhớ đăng ký kênh đi, bấm cái chuông theo dõi đi để theo dõi những cái video xa bên mình nha. Rồi mình sẽ đến chi tiết với em này nha. Cái này là Virago 125 dọn tâm huyết của một anh đồng hương nha. Xe biển số rất là đẹp nè, biển số 9899 nha anh em. Đó, biển số cực kỳ VIP nha, biển số đẹp nên anh mới dọn cái xe tâm huyết nha. Xe này dọn được sơn si lại, mâm được đi mâm vàng hết nha, trước sau là mâm vàng hết. Còn anh dọn những cái đồ xe của anh dọn tâm huyết, nóc và nước anh xi sáng bóng hết, dọn cái xe cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Gắt chân đồ là đi mới hết nè, xì hết những đồ anh xì nắp hết, sau mặt được luôn, mới tinh hết luôn. Có những cái cốp là anh cũng phải đi mua những con đại bàng anh đặt, cặp tè đồ là xì nắp hết nha anh em, cặp tè nó là xì nắp hết nè, viên dựa sau đồ là nắp hết nha. Những cái xe dọn tâm huyết là anh em biết rồi, sơn từng cái bình xăng kỹ lắm, đặt bộ tem cũng phải theo cái ý mình nữa. Đồ chơi gắn bình xăng lớn nè. Vô về trước của BMW luôn, mâm được xi vàng hết nha, mạ vàng luôn á, sơn mạ vàng rất là đẹp, chính hãng Yamaha luôn nha anh em. Mâm đĩa phụt đồ là mới hết, dọn cái xe này mấy chục triệu à, quá đẹp luôn nha anh em. Xe này mình bán giá công khai là 46 triệu nha, chưa đủ tiền anh dọn, mới đủ tiền anh dọn, chưa thấy tiền sắt xe đâu hết. Đó, xe rất là đẹp nha anh em, để lát mình test máy lên cho anh em nghe luôn nha. Xe biển số quá VIP luôn nha anh em, 9899 này, cặp mâm này qua anh đây nhìn rất là đẹp nha, mâm của hãng Yamaha đàng hoàng nha, xe của nhà Yamaha. Xe này thiết kế máy V nha anh em, thiết kế máy V nè. Đó, ra hai ống bô nha, hai bô đàng hoàng nha, cốp kiết là anh làm rất là đẹp luôn nè, tem bình xăng là làm rất là đẹp, không đụng hàng luôn á, đuôi sao vô đuôi Shadow luôn, giống Shadow nha anh em. Đó, tiền đồ chơi không là anh em tự biết rồi bao nhiêu tiền rồi. Xe này mua về chạy Vivo cà phê cà pháo rồi ha, giá nó hợp lý anh em, bốn mấy triệu, 46 triệu thôi. Mâm rất là đẹp luôn, mâm đĩa rồi rất là đẹp, về trước về sau đội Shadow hết, dọn từng chi tiết cái xe, nắp nồi nè anh xì sáng bóng hết luôn, sao mặt được luôn.
tổng quan cái xe nhìn rất là đẹp nha, biển số VIP nữa. Anh em nào mua thì điện thoại chốt giá cho mình nha, số điện thoại mình gắn bên dưới đó, 0906 859 709 nha. Anh em ở xa thì có thể kết bạn Zalo rồi mình gửi hình chi tiết qua cho mình, gửi hình chi tiết qua cho anh em tham khảo thêm. Đấy, xe này ngồi có thế cũng rất là thoải mái nha. Nó là dòng cruiser, cruiser là chạy nó không mỏi lưng nha, không phải dòng chồm. Ô, xe này đẹp quá anh em ơi ha, xe này mình thấy quá đẹp luôn, dọn đúng tâm huyết của anh luôn. Rồi dịch giá quá anh nhượng lại để anh kiếm tiền anh xài sửa, chứ nếu không dịch thì chắc anh không nhượng lại cái xe này đâu. Quá đẹp mà dọn tâm huyết quá đẹp của xe đi. Đó, rồi mình vô mình nổ máy cho anh em nghe ha. Máy nổ quá đã luôn, xe này mới rửa ra nha anh em. Đó, máy nổ cực kỳ đã luôn. Không, lên ga nhẹ một cái là đã tay liền. Xe này điện đèn còi ok đầy đủ hết nha, tất cả các thứ đầy đủ hết nha anh em. Đèn trước đèn sau xi nhanh ok đầy đủ, xích tốt đầy đủ hết nha. Rồi anh em nào mua thì điện thoại chốt giá cho mình nha. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video nha. Xe này không mua thì mua xe nào nữa anh em, quá đẹp nha, giá cả phải chăng. Rồi Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video nha, hẹn anh em video sau. Xin chào mấy anh em nha.